Hello cả nhà, chị nào mà da nâu bánh mật xem một cái clip thì trắng bật lên luôn. Cái này em khẳng định nhà mình nha. Tại vì trước đó, cái đây có khoảng nửa năm thôi là da em cũng đang bánh mật giống như nhà mình. Đó, nhưng bây giờ thì mọi người thấy không ạ? Ngày xưa không bao giờ dám mặc những cái áo hở, không bao giờ dám mặc những cái váy mà nó sexy như thế này. Còn bây giờ là auto, bất chấp, thách thức luôn. Bất cứ một cái váy nào là diện vào là mình cũng thấy tự tin hết. Là bởi vì cái làn da của mình bây giờ nó trắng rồi, nó sáng rồi, nó mịn màng rồi. Em chả có mất nhiều tiền đi spa, em cũng không mất quá nhiều tiền để đầu tư những cái bộ mỹ phẩm cực kỳ đắt tiền, gọi là ngoại đó, hàng hiệu á. Mà em chỉ cần có một cái chai sữa tắm trắng da thải độc tại nhà Detox Blank này thôi. Sản phẩm này em đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi đúng không? Em là nghệ sĩ thì nên là những cái sản phẩm mà em sử dụng là em cũng phải nghiên cứu rất là kỹ. Và khi mà em chia sẻ clip như thế này có nghĩa là em đã phải trải nghiệm rồi, em đã phải dùng thử rồi và em thấy tốt thì em mới có thể review lại cho mọi người. Thì em xin nói thật một điều là với những chị em mà chị em cảm thấy thiếu tự tin ở cái làn da của mình, chị em nói rằng là em nâu quá, da em đen quá, bao năm nay rồi em chỉ có gọi là trung thành với cái làn da đen này thôi, và em dùng bất kể một cái loại mỹ phẩm nào, một cái loại sản phẩm gọi là dưỡng trắng nào, kích trắng nào cũng không thể bật tông lên được, thì hãy bỏ qua cái suy nghĩ đấy. Bởi vì bây giờ đã có Detox Blank, đã có sữa tắm trắng da thải độc tại nhà này rồi, và nhà mình yên tâm là dùng lần đầu tiên là đảm bảo là bật tông lên ngay. Đó, Hương khuyên chân thành mọi người, nếu như ai chưa sử dụng thì hãy sử dụng sớm đi. Sớm ngày nào là tốt cho cái làn da của mình ngày đó. Bởi vì sao? Bởi vì sữa tắm trắng da thải độc tại nhà này, ngoài cái công dụng là trắng sáng tự nhiên mà nó còn làm sạch da của mình từ sâu ở bên trong nữa. Và muốn trắng, muốn sáng, muốn đồng đều màu da thì cái điều quan trọng nhất là mình phải làm sạch da. Ok, làm sạch da như thế nào? Sau đây Hương xin phép là Hương sẽ thử nghiệm và test lên trên vai của Hương để mọi người có thể cảm nhận được là cái chất sữa tắm ở cái chai sữa tắm trắng da thải độc tại nhà Detox Blank này nó như thế nào và nó có đúng như là những gì mà Hương vừa chia sẻ hay không nha. Ok, đầu tiên là mình sẽ lấy một cái lượng vừa đủ. Mình massage lên cái phần da của mình. Ok, lấy một lượng vừa đủ, massage. Massage để nó thẩm thấu thật sâu vào trong da nhà mình nha. Đó, bôi này, những cái phần mà da nó không đồng đều màu này, lỗ chân lông to này, đó, chỗ đen chỗ trắng này, mình bôi thật là đều. Sau đó mình để khoảng độ tầm mà 15 phút. Đó, hôm nào mà em vội thì em chỉ để có khoảng 5 phút, 10 phút là em đã tắm lại rồi. Và sau khi mà mình tắm lại là mình tắm trắng bằng nước trắng nhá. Nước gọi là nước 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 bình thường thôi, chứ không cần phải tắm lại bằng sữa tắm làm gì cho nó mất công ra, cho nó mất thêm chi phí ra, chỉ cần đầu tư một chai này thôi. Sữa tắm trắng da thải độc tại nhà Detox Blank nhà mình nhá. Đó, cái nguyên liệu của nó 100% là nguyên liệu thiên nhiên và thành phần của nó tất cả là chiết xuất thiên nhiên, không có bất cứ một cái chất gây hại nào dành cho da của mình cả. Và cái sữa tắm này đã được kiểm nghiệm và đã được gọi là quy chuẩn của y tế rồi. Thế nên là chúng mình yên tâm nó là một cái sản phẩm cực kỳ an toàn và hiệu quả. Hiệu quả như thế nào thì một lát nữa Hương sẽ tẩy cái phần này đi để mọi người xem cho nó rõ nha. Ok, mọi người thấy không ạ? Đó, sau khi mà mình đã để khoảng độ tầm vài phút, bắt đầu cái bọt nó nổi lên, mọi người thấy không? Đó, bắt đầu nó lên bọt đây này. Đấy, lên bọt rất nhiều luôn ở cái phần vai của Hương này. Lên bọt này. Bọt khí carbon mọi người nhá. Đó, nó đang lấy đi tất cả những cái bẩn ở trên da của chúng mình như này. Nó đang làm sạch sâu trong da của chúng mình như này. Nó đang gọi là thẩm thấu rất sâu vào những cái lỗ chân lông rất là sâu ở phía trong da. Để làm gì? Để dưỡng trắng cho da, để tăng sinh collagen, để gọi là và kích trắng cho da nữa. Thế nên là với những cái bạn mà các bạn bị da đen này, bị da ngăm này, các bạn nói rằng là em đã dùng rất nhiều sản phẩm rồi mà không thể trắng được, thì hãy dùng thử Detox Blank. Hương đảm bảo lần đầu tiên các bạn sẽ bật tông lên ngay. Đây mọi người thấy không? Đó, bọt lên rất nhiều, bắt đầu lên này, càng ngày càng nhiều hơn này. Đó, bọt lên cực kỳ là nhiều luôn. Nên không cần phải bôi quá nhiều sữa tắm nhà mình nhé, chỉ cần một lượng vừa đủ thôi là nó đã sủi cái bọt này lên rồi. Đó, sủi bọt này lên, nó là tất cả những cái cặn bã, những cái bẩn ở trong da nó sẽ đi ra bằng cái đường bọt khí carbon này, và kết hợp với cái nguyên liệu là thành phần là đất sét trắng. Đất sét trắng thì mọi người biết rồi, nhà mình hay đi tắm bùn thì mình biết rồi đúng không? Tắm bùn bằng đất sét trắng là nó rất là trắng. Đó, thì ngoài cái việc là làm sạch da này, đó, thu nhỏ lỗ chân lông này, đó, chống lão hóa cho da và nó sẽ kích trắng cho da. Thế nên đảm bảo là với những bạn
đen lâu ngày, ngăm lâu ngày, da nâu sô cô la, da bánh mật, da bị lão hóa, da gọi là bị lang ben, chỗ trắng chỗ đen, da bị lỗ chân lông to. Mình sử dụng qua cái chai sữa tắm trắng da thải độc tại nhà này, Hương đảm bảo là da các bạn đồng đều màu da và khỏe và căng và bóng và trắng mịn giống như da Hương bây giờ. Mà nếu mà chăm chỉ thường xuyên sử dụng thì còn trắng hơn cả Hương ấy. Đây mọi người thấy không ạ? Đó, cực kỳ nhiều bọt đây, càng ngày nó sẽ càng nổi rất nhiều bọt lên. Rất nhiều bọt luôn. Sorry, sorry nhà mình. Ok, người thấy không ạ? Đây, cực kỳ nhiều bọt luôn. Đó, cái quá trình nó sủi bọt lên như thế này là cái quá trình nó lấy đi tất cả những cái bẩn và những cái độc tố trong da. Bởi vì sữa tắm này người ta gọi là sữa tắm trắng da thải độc mà. Thế nên là cái công dụng chính của nó là thải độc tố cho da. Da mình bẩn lắm mọi người ạ. Đi ra ngoài đường khói bụi ô nhiễm môi trường. Đó, bao nhiêu năm rồi mình để cho cái da mình lão hóa. Mà mình không làm sạch đi, mình không gọi là thải độc cho da mình, thì lâu lâu dần nó bị lão hóa. Chính bởi vì lão hóa thế nên là nó mới bị gọi là cái da nó nhăn nheo, nó trũng, nó sâu, nó sệ xuống. Thì có cái cảm giác khi nhìn vào da là cảm giác mình bị già đi rất là nhiều so với tuổi của mình. Thế thì khi cái làn da của mình nó mềm, nó mịn màng thì có nghĩa là cũng làm cho mình có cái cảm giác như là mình gọi là trẻ hơn, tươi hơn. Đó, mày thấy không? Đây, bọt nó nổi lên này. Sau đây Hương sẽ lau cái bọt này đi nha. Để nhà mình xem cái da nó có trắng hơn, mịn màng hơn hay không nha. Đây, cái phần đây, cái phần da cổ này vừa mới được detox blanch. Cái phần cánh tay để lại đây, phần cổ, phần cánh tay mọi người so sánh đi. Cổ cực kỳ là trắng mà cánh tay vẫn hơi nâu. Là bởi vì cả ngày hôm nay đi quay ở ngoài trời nắng, thế nên là cũng bị bắt nắng một chút xíu rồi. Nhưng yên tâm, bị bắt nắng mình về, mình tắm qua bằng sữa tắm trắng da thải độc tại nhà là nó nhả hết nắng giống như là phần trên cổ của Hương. Đấy, mọi người thấy không? Đây, cổ cực kỳ trắng luôn. Người thấy không ạ? Thế nên những bạn mà bạn bị da đen, bị da nâu, các bạn đang thiếu tự tin nha. Các bạn dùng qua sữa tắm trắng da thải độc tại nhà Detox Blanch. Hương đảm bảo mọi người là mọi người sẽ quên đi cái làn da nâu của mình vĩnh viễn. Và thay vào đó là một cái làn da trắng sáng mịn màng tự nhiên. Với những ai quan tâm thì Hương cũng xin được báo giá luôn. Là cái chai sữa tắm này chỉ có giá là 480.000 thôi. Thay thế cái chai sữa tắm hàng ngày của mọi người. Và ở Hương thì Hương cũng không bán sản phẩm này. Đây, không cần nói nhiều, mọi người nhìn đi ạ. Thử nghiệm luôn ở trên cái phần vai và so phần tay, bắp tay ở dưới đi ạ. Và nếu như mình tắm cả cái body thì cái làn da nó rất là đồng đều màu da. Nó trắng sáng như là da mặt, da cổ của mình vậy. Ok nha. Tự tin lên nha, các bạn da nâu, các bạn da sô-cô-la. Thế nên mới nói một câu rằng là những bạn bị da bánh mật, xem clip một phát là trắng bật lên luôn. Chúc mừng các bạn nha. Và chúc các bạn cũng trắng bật tông được như thế nha.